Thưa quý vị, chiều hôm qua 14 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Giang Phước đã ký công văn số 1094 trên UBND-TH chỉ đạo việc đẩy mạnh hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương thực hiện, ưu tiên nguồn lực triển khai có kết quả các nhiệm vụ giải pháp về cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 142 trên 2024 trên QH15 của Quốc hội. Các kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại văn bản 681 trên UBND-TH ngày 27 tháng 5 năm 2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ ngành địa phương phục vụ người dân doanh nghiệp. Thủ trưởng Sở Ban ngành tỉnh thực hiện nghiêm túc trong công bố công khai thủ tục hành chính và các nội dung tại văn bản số 634 trên UBND-TH của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai một số nội dung giải pháp đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, 15 giải pháp, văn bản 761 trên UBND-TH của Ủy ban Nhân dân tỉnh về đôn đốc thực hiện đề án 06 và kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024, triển khai thực hiện đầy đủ nghiêm túc các nội dung tại văn bản 1085 trên UBND-TH của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính trong đề nghị dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động nghiên cứu, thực hiện các nội dung đã được Văn phòng Chính phủ trả lời đối với các đề xuất kiến nghị của các địa phương, đồng thời không đề xuất kiến nghị đối với các nội dung đã được Văn phòng Chính phủ trả lời. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch tổ chức tháng hành động về sự nghiệp giáo dục năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Tháng hành động về sự nghiệp giáo dục năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang diễn ra từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 21 tháng 9, trong đó cao điểm là thời gian từ trường và khai giảng năm học mới 2024-2025 từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các cấp ngành địa phương đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác giáo dục. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, tập trung cao điểm cho tuần lễ tựu trường thông qua các hình thức như dán áp phích, băng rôn, tài liệu bướm, tổ chức xe hoa tuần hành. Huy động đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, các đoàn thể thanh niên trong các nhà trường nhắc nhở các gia đình chuẩn bị mọi mặt cho con em đi học bằng nhiều phương tiện liên lạc, điện thoại, tin nhắn SMS, nhóm Zalo. Tổ chức bàn giao học sinh đầu cấp đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, được thực hiện linh hoạt phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, bàn giao danh sách học sinh qua phần mềm tuyển sinh đầu cấp trực tuyến và bàn giao trực tiếp học sinh. Phối hợp hội khuyến học, hội cựu giáo chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cha mẹ học sinh bằng các hình thức, điều kiện phù hợp như tổ chức họp mặt học sinh giỏi, họp mặt gia đình, dòng họ hiếu học, trao tặng quà tiếp bước đến trường. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc đảm bảo an toàn trường học, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma túy, xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Cam kết thực hiện văn hóa ứng xử học đường, nói không với hành vi bạo lực, nói không với ma túy, ngăn chặn tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và phối hợp xử lý kịp thời hiệu quả các hành vi bạo lực học đường. Từ đầu năm đến nay, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, huyện Chợ Mới luôn tập trung đẩy mạnh quảng bá phát triển du lịch ở địa phương. Qua đó, từng bước đưa du lịch của huyện không ngừng phát triển, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trên cơ sở điều kiện thiên nhiên ưu đãi và văn hóa lịch sử, xã Tấn Mỹ đã và đang tập trung phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh và du lịch làng nghề. Điển hình trên địa bàn xã hiện nay có nhiều điểm tham quan du lịch như chùa Thành Qua, hay còn gọi là chùa Đạo Nằm, nhà thờ của Lâu Diên, tu viện Phơ-si-cô, tu viện Chúa Quang Phòng, đặc biệt là khu du lịch sinh thái Cồn Én, ấp Tấn Long. Trong hơn 7 tháng đầu năm, những điểm tham quan du lịch đã thu hút hơn 9.000 lượt khách, trong đó có hơn 3.000 lượt khách tham quan khu du lịch sinh thái Cồn Én. Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người dân và xem du lịch là một trong những ngành kinh tế quan trọng ở địa phương.